Hãy cùng chờ đón Lê Mục Dũng Khí câu chuyện tiếp theo của em Phượng Nghi. Xin mời em. Chào tất cả mọi người, chào Gil. Em tên Nguyễn Ngọc Phượng Nghi, học lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Chí Đức. Hôm nay em lên đây, em xin chia sẻ về câu chuyện của ba em. Ba em là người hài hước và tốt bụng. Ba em trong đợt giãn cách vừa rồi thì do không được ra ngoài nên trong giai đoạn đầu thì ba em có video call và nói chuyện với mấy chú ở trong xóm. Nhưng từ một thời gian thì ba lại nảy ra một sáng kiến là cho cả nhà lên sân thượng ăn cơm để ba có thể đứng nói chuyện với mấy chú hàng xóm. Nhưng được khoảng tầm một tháng thì mẹ không đồng ý nữa. Nên từ lúc đó ba đã bắt đầu xung phong đi vứt rác để có thể lén qua nhà mấy chú, nhưng mà bị mẹ bắt lại. Ba em đối với mọi người là một người rất vui tính, hòa đồng. Đối với gia đình thì ba là một người khá là nghiêm khắc và ít nói. Phần lớn thời gian là ba dành cho công việc và những mối quan hệ bên ngoài. Những lúc mà ba rảnh thì tụi em đều đi học. Và những lúc mà tụi em rảnh thì ba lại bận rộn nên rất là ít khi gặp nhau. Thỉnh thoảng thì tụi em có thời gian để nói chuyện với ba, nhưng phần lớn thì ba đều bảo tụi em là chăm học đi. Em biết là làm việc rất là áp lực, nhưng mà tụi em cũng cần một người để tâm sự và chia sẻ. Em mong ba là có thể ít nghiêm khắc lại với tụi em để tụi em có thể thoải mái hơn khi được nói chuyện với ba. Mặc dù là ba nghiêm khắc nhưng ba rất yêu thương tụi em. Nó không được thể hiện nhiều qua lời nói, nhưng mà nó thể hiện qua những hành động. Để ý thì em vẫn có thể thấy được. Mặc dù nhiều lúc bức xúc quá có phần phản kháng lại với ba. Sau những lần đó thì em biết là em cũng có một phần sai trong đó, nên là em cũng biết lỗi. Mà em và ba ít khi nói chuyện với nhau nên ít khi có thể mở lời và xin lỗi. Thì bây giờ em đã đứng lên tới đây rồi, đã nói ra được tâm sự rất là nhiều điều rồi. Bây giờ lời xin lỗi em có thể nói thật lớn để ba em có thể nghe rõ ở dưới và để hiểu em hơn được không? Ba ơi, con xin lỗi vì một số lúc con hơi nghịch và không theo ý của ba. Con cũng hứa là sẽ cố gắng thay đổi tính của mình lại và ngoan ngoãn nhiều hơn và nghe lời ba nhiều hơn. Con ơi, như vậy là con đã lớn rồi. Có thể điều kiện cuộc sống, gia đình, công việc và áp lực nó rất nhiều. Ba muốn định hướng cho con một con đường để con đi mà con không khổ như ba trước đây. Ba không ép con một cái gì hết, nhưng ba muốn con phải đi theo con đường đó để con khỏi với một cuộc sống cực nhọc như ba và mẹ trước đây. Nhưng hôm nay con đã nói được điều đó, như vậy là con của ba đã lớn rồi. Cố lên, một chút xíu nữa thôi là sẽ tới thành công. Thì hôm nay là Phượng Nghi đã rất dũng cảm rồi để đứng lên đây nói lên cái tâm tư của mình. Thì Gil cũng mong là từ phía bản thân em phải tự tin hơn. Từ nay về sau, chủ động tiếp cận ba mình.
đôi lúc là mình sẽ chủ động hỏi thăm ba trước. Ba ơi, hôm nay ba đi làm vui không? Ba đi làm có gì mệt không? Ba ơi, hôm nay ba và chú hàng xóm nói chuyện gì với nhau vậy? Hôm nay mọi người tâm sự có vui không? Hãy mở lòng em nhé. Chắc chắn là khi em hỏi những câu dễ thương như vậy, bố không thể nào khó tính với em được nữa, đúng không ạ? Hôm nay con mong ba hiểu cho con vì con muốn nói là con yêu ba nhiều lắm. Con yêu ba nhiều lắm. Câu đó là câu quan trọng nhất đó. Con ơi, cuộc sống ở phía trước là của con. Ba mẹ chỉ là người đứng bên lề đưa con đi. Hãy cố gắng lên, hạnh phúc tương lai nằm ở phía trước. Hạnh phúc tương lai ở phía trước và ba mẹ lúc nào cũng bên cạnh em. Nhưng mà ba mẹ nhớ ở bên cạnh em sát hơn nữa nha ba mẹ. Thiệt là sát luôn, để em cảm giác em có thể được an toàn và có thể được nói bất kỳ điều gì mà em mong muốn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã dành thời gian ra chia sẻ và lắng nghe em. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những áp lực từ gia đình, nhà trường, xã hội lên các em ngày một gia tăng. Ở giai đoạn này, đại đa số các em học sinh có những dòng trạng thái và suy nghĩ khác biệt người lớn, nhưng chưa có cơ hội được nói ra. Từ đó có rất nhiều học sinh gặp phải các tình trạng như căng thẳng, lo âu. Đó là hệ quả của những vấn đề trong xã hội. Hiểu được những tâm tư nguyện vọng của học sinh, chương trình Thiếu niên tỏa sáng đã ra đời. Một chương trình hấp dẫn và đặc biệt dành cho thanh thiếu niên. Qua đó, đáp ứng mong muốn và khát khao của các em là được lắng nghe, được tôn trọng, hướng đến một cuộc sống tự tin và tích cực hơn.